Xin chào các bạn, mình được tặng một cái đế đỡ điện thoại hiệu MOFT, M-O-F-T. Và mình đã có khoảng một tuần sử dụng cái đế đỡ điện thoại này rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn xem cái đế này nó làm được những cái việc gì và nó giúp ích được gì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái điện thoại. Trước tiên thì mình muốn chia sẻ về phần thiết kế của cái sản phẩm này đã. Nó được làm bằng một vật liệu giống như là da hoặc là simili và nó kết nối với điện thoại thông qua cái phần keo hai mặt. Như mình sử dụng ở trên cái điện thoại iPhone 11 Pro Max của mình ở đây thì cái việc bám dính của cái phần keo này nó không có quá chặt. Mình đã gỡ ra và gỡ vào rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng bình thường thì mình chưa có gặp cái vấn đề về cái chuyện nó bị bung hay là bị rớt ra ngoài. Chung là cái phần kết nối tuy không quá chặt nhưng mà yên tâm đủ để xài. Phần chân đế này được thiết kế dạng thông minh. Nó gồm nhiều những cái khớp chúng ta có thể gấp lại gọn giống như thế này khi không sử dụng đến. Và có phần nâm châm nó sẽ hít chặt lại. Còn khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ mở nó ra. Khi mở ra nó sẽ có hình dạng giống như thế này. Và cũng vì cái đế nó là nam châm nên có một cái phụ kiện kèm theo, có thể cố định nó lên tường hoặc là lên kính bằng keo 3M. Nó sẽ dính vào như vậy. Chúng ta có thể gá cái điện thoại lên tường hoặc là lên kính gì đó tùy ý. Tiếp theo là quá trình mà chúng ta sử dụng nó. Thì đầu tiên nhất đó là cái thói quen sử dụng điện thoại của mình. Mình sẽ hay để nó lên bàn giống như thế này, ở bên trái hoặc là bên phải, và mình sẽ ngồi làm việc với máy tính. Những tin nhắn, những thông báo, tất cả những cái gì trên điện thoại mình nó báo, mình chỉ cần quay mặt sang là Face ID nó sẽ mở. Mình có thể check trực tiếp những cái thông báo ở trên đó. Nói chung là nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta để cái điện thoại lên bàn và theo dõi những cái thông tin trên đó rất là thuận tiện, không cần phải bốc cái điện thoại lên. Điểm thứ hai nữa là cái thiết kế chính của cái giá đỡ này, đó chính là cái phần vuốt nhọn ở đây. Nó sẽ giúp cho chiếc điện thoại có thể nằm ngang như thế này. Nếu như đối với những bạn nào xem phim hoặc là xem YouTube với cái thời gian lâu mà lại không muốn cầm cái điện thoại thì có thể để nó theo cái chiều ngang. Ngoài cái chuyện nó giúp cái điện thoại có thể đứng ở trên bàn hoặc là nằm ngang ở trên bàn mà chúng ta vẫn có thể theo dõi màn hình được, thì mình phát hiện ra nó còn có cái khả năng giúp cho chúng ta sử dụng cái điện thoại an toàn hơn. Ví dụ như mình đang cầm ở đây một chiếc điện thoại to giống như iPhone 11 Pro Max, mình có thể cầm bằng một tay, mình có thể lướt Facebook, mình có thể lướt tinh tế với cái tư thế cầm như thế này. Và mình hoàn toàn có thể sử dụng nó một tay mà không sợ bị rơi, không sợ bị trượt. Đối với cái tư thế cầm trên tay như thế này, không những mình có thể ngồi lướt bằng một tay, mà những lúc mà mình nằm ở trên giường, mình cũng có thể thọ hai cái ngón tay vào và mình nằm mình lướt điện thoại bằng một tay, rất là thuận tiện cho cái việc đó. Và một cái lợi ích vô tình nữa mà cái đế này nó mang lại, đó là giảm bớt đi cái độ trơn của mặt lưng iPhone. Đó. Như cái điện thoại của mình thì cái mặt lưng nó rất là trơn, mà sau khi dán vào thì tất nhiên rồi, cái tay của mình nó sẽ chạm vào cái miếng này chứ không chạm vào cái điện thoại nữa. Tiếp theo thì cũng sẽ có một vài cái mặt hơi hạn chế, đó là thứ nhất, mình thấy nó sẽ không được sạch sẽ lắm trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng lâu. Khi mà cái bề mặt này, cái tay của chúng ta mồ hôi ra thì nó sẽ bị dơ. Điểm thứ hai đó là trong cái quá trình mà chúng ta nhét vào cái túi quần thì thay vì một cái mặt phẳng thì bây giờ nó đã lồi lên một miếng, và có thể trong một lúc vội vàng nhét điện thoại vào túi và cái này nó sẽ cấn vào cái thành túi. Còn cái chuyện khi mà nó nằm trong túi quần thì nó cũng không có quá dày, không cộm, không có làm chúng ta bị khó chịu khi mà nó nằm ở trong túi quần. Cái đế này thì mình được cô Hiệp cho và mình không có mất tiền mua. Tuy nhiên mình có lên Tiki mình search thì thấy nó bán khoảng hơn 300 ngàn. Đó, và có cái loại giống như thế này nhưng lại nhét được một cái thẻ hoặc là hai cái thẻ vào đây nữa. Tuy nhiên cái loại này thì không nhét được thẻ, mà mình nghĩ rằng cũng không nên nhét những cái thẻ gì quan trọng ở đây. Mục đích làm sao cho nó mỏng, gọn, nhẹ và dễ sử dụng nhất. Trong một cái thế giới rất là nhiều phụ kiện của iPhone thì đây là một trong những cái phụ kiện như vậy. Nếu như các bạn có những cái nhu cầu cũng như là xem video, nếu như cảm thấy thích cái tính năng của nó thì có thể suy nghĩ đến cái chuyện sắm một cái phụ kiện như vậy cho cái điện thoại của mình. Bây giờ thì mình xin tạm dừng cái chia sẻ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.